Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Năm, 29 tháng 7, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay xin được phát hình phần 23, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Thưa anh vừa mới nói về vấn đề chủ quyền và vừa mới nói về vấn đề mất chủ quyền, thì cái đó nó cũng, quốc gia nó cũng như con người. Thì thường thường người ta nói là con người ta mà bị người khác khinh thì trước hết phải tự hạ mình. Gia đình mà có tiếng xấu thì tiếng ở ngoài, tiếng xấu trước hết phải trong nhà thì nó mới bay ra ngoài. Nhưng một quốc gia nó phải có nội loạn ở bên cạnh nó mới tới nó xâm lấn. Mà như anh vừa mới nói là cái chủ quyền của mình mất ngay từ đầu, với cái chuyện mà mình mất chủ quyền là bởi vì mình cần ở bên ngoài, nhưng mà mình cũng cần ở bên trong đó. Bây giờ mình không nhìn về vấn đề quân sự mà mình nhìn về vấn đề nhạc, chẳng hạn như là ai mà không biết nhạc Trịnh Công Sơn. Thì những cái nét nhạc Trịnh Công Sơn, anh nếu mà anh đi theo cái nét nhạc Trịnh Công Sơn đó, thì nó có phản ảnh cái mất chủ quyền ngay từ đầu. Hãy sống dùng tôi, hãy nói dùng tôi, hãy thở dùng tôi. Anh nói về chuyện nhạc thì quả thực là một cái lĩnh vực tôi không biết. Mặc dù tôi trong chuyến thăm tuần trước đây, tôi đi thăm Trịnh Quang Hà, là em ruột của Trịnh Công Sơn. Và Trịnh Quang Hà là người nuôi em gái tôi khi tôi đi lính, vì cô khai ngang tôi học lớp với cô Thúy, bạn của anh Sơn, của anh Hà. Nhưng mà từ cái chuyện Trịnh Công Sơn mà anh hỏi cái về nhạc, thì đây là nó mang một cái tâm thức kỳ lạ, một tôi gọi là cái tâm thức. Thì mở một đơn tôi không phải là người của âm nhạc, nhưng mà vì trong cái chuyến đi của tuần trước đây, tôi đi với người bạn, thì ông ấy cho tôi nghe nhạc của miền Nam. Thì tôi có nói, ủa cái nhạc này thì đúng là nhạc mất nước thật. Đấy. Từ ông Trịnh Công Sơn đến ông Từ Công Phụng, đến ông Vũ Thành An, đến ông nào, thảm quá. Nói về một sự thất vọng về tình ái. Trời đất, bây giờ đúng tình ái là một cái sinh hoạt bất biến của nhân gian. Các cái tác phẩm lớn, truyện Kiều thì Thúy Kiều, Kim Chậu, truyện của Anna Karenin là của Vygotsky về Anna Karenin, truyện Crime Sentiment là truyện của Raskolnikov với là cô Sonia. Nhưng mà nếu mà đời sống không mà chỉ có ái tình không, ái tình trai gái, thì như vậy nó chướng quá. Vì đời sống nó có bao nhiêu điều, có nhiều nhau điều đó. Nhưng mà hình như các ông ấy chỉ nói gì đó thôi, mà không phải một ái tình toàn vẹn, ái tình của thất vọng. Mưa bên trời có làm em khóc, chết rồi đất ơi. Bây giờ cứ bình thản, đi lấy chồng, cái cô kia đi lấy chồng, thì nói như thế không lẽ không xúc phạm cái người chồng của cô kia hay sao? Rồi thôi thế là em đã lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em lắm, lấy vợ cho nên đã lạnh lùng. Thế nếu tôi là người đàn bà thì tôi sẽ hỏi, ủa, không lẽ anh lấy tôi là vì cái bà kia bà đi lấy chồng rồi, thế tôi là cái đồ gì? Tôi là cái cục kê của anh à? Không, nhưng mà cái điều bất hợp pháp đó, bất hợp lý đó, nó trải dài lên hết. Nó trải dài. Thành tựu người Việt Nam mình hình như mang một cái tâm thức của sự thất bại. Một sự thất bại lớn nhất là sự thất bại của ở trong tình ái, trong đời sống, gia đình. Mà hình như đó là tâm thức thất bại của con người. Ví dụ như chuyện Trầu Cau, hai anh em cùng yêu cô, thất bại. Chuyện ông Táo, hai ba vợ chồng thất bại. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh cũng thất bại. Chuyện Bi Châu Trọng Thủy cũng thất bại. Hình như cái tâm thức thất bại là tâm thức của con người. Tôi nói rộng quá. Đối với người Việt Nam, họ tâm thức của chia rẽ, của chia ly, của thất bại. Mà người ta coi đó là một cái tính chất. Không có ai để nói về cuộc sống bình an hết. Mà hình như cả thế giới nói chung. Và Romeo và Juliet phải giết, phải có cái chết. Chứ còn phải lấy nhau bình thường, không thể trung thành. Ông Hamlet đâu vậy, ông Oedip đâu vậy, là phải thất bại trong đời sống gia đình, trong phải rõ ràng nhất là trong đời sống lứa đôi.
trong đời sống ai tình. Thì trở lại chuyện của Trịnh Công Sơn vậy. Từ đầu đến cuối, toàn thứ sự chết ra. Tôi có người yêu chết trận Ba Gia, chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội, chết Vội Vàng nằm chết như mưa. Chết không à? Rồi chiều đi lên đồi cao vỗ tay cho những xác người. Vâng. Nhưng mà người ta tách người ta sao được? Vì người ta như vậy. Tôi không thân với Trịnh Công Sơn, nhưng mà tôi rất thân với Trịnh Công Hà, Trịnh Quang Hà. Tôi mới thăm anh tuần trước đây. Nhưng mà không thể công nghệ sẽ nào trách được không được. Không, trách thì không trách, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó đối với tâm lý của người dân. À thế đó. Thì không lẽ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phục, Lê Uyên Phương, hát mình, hát đó là hát cho cái quần chúng. Cô Khánh Ly, tôi biết cô từ ngày cái năm 60 cô hát Tulip Rouge ở trên Đà Lạt. Thế mãi đến 66 cô mới xuống hát ở chỗ Văn Khoa. Thì cũng lẽ cô hát mình, cô phải hát cho đám đông. Mà đám đông thấy đó là cái nhu cầu của chính mình. Ông bạn tôi sinh 1940, năm nay 80 mấy tuổi, là học quốc gia chạy mà nói lúc đó cứ buổi tối nghe là mà nghe ở chỗ Văn Khoa hát là mò tới liền. Đấy, thanh tứ, hát là hát, mà như là Trần Đình Quân, hát là hát để cho người, vâng, nhưng mà hát truyền cho người cái gì? Hát là để cho người, không phải hát để cho, hát là để tiếng cười cho người, hát để cho đời, nhưng mà hát những cái điều bi thương, bi thảm quá, mà toàn bộ hết cả. Nhưng mà bây giờ cái cuộc chiến của mình như vậy, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương. Thì bây giờ mình nhìn cái cảnh xung quanh là chiến tranh, là chiến trường, là đau khổ, là anh Phạm Duy Nhân, là những chuyện lớn của anh. Thì làm sao mà người ta lại không coi cái đó là một cái hiện trạng mà thực tế mình phải chấp nhận, để người ta nhìn vào một hướng khác. Chẳng hạn như là bây giờ mình không phải mình ca tụng nhạc miền Bắc, nhưng mà anh thấy mà hôm nay trên đường ra một trận trùng trùng đoàn quân biến bước theo con đường của bác. Nhưng mà rồi thưa anh, bây giờ 46 năm sau ngày 1975 còn ai hát nữa đâu? Không. À đó. Rồi chiến xa Trung Quốc bom bom, mai hát nữa? Không. Rồi Trường Ca sông luôn mai hết chứ? Không. À, nếu có được có một người còn tóc lại là Vu Loan, là cùng một cái tang vỡ, là cô vợ ông bộ đội đã chết mà khi chưa đòi may áo cưới đấy. Thế thì tóm lại cái đội nếu về một thì mình bảo than vang sự thất bại, sự chết là không phù hợp với sự chiến đấu, đúng, đó là dụng thiết. Nhưng mà sau đến mấy chục năm chiến đấu cũng không còn, thì chỉ còn vang vọng hay chăng là vang vọng là cái cô gái của Hữu Loan đã chết trên mấy đồi hoa sim, mà rồi đến bây giờ vang vọng chăng là vang vọng của cái tiếng hát của Phạm Duy đó, vang vọng chăng là vang vọng nghe được một cái cơ sở hợp lý của Trịnh Công Sơn đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt đấy. Thành thứ cái người nghệ sĩ thì có lẽ mới chắc rằng tôi không phải nghệ sĩ, tôi là chỉ là người nghe, người ta bắt được cái mạch của thời đại. Và chính vì đó cho nên cái thời đại đó giờ này mới sống, mới nghe được những lời hát của Duy Khánh. Thương những chiều nắng rọi bờ sông, thì nghe dễ thương thật. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, chiều phu bạn chớ gặp nhau đây ấy mưa rơi. Đi cà phê ông không có gì lớn đâu, nhưng mà nó đã tồn tại. Thành thứ có một lĩnh vực mà tôi ở lĩnh vực của chúng tôi là lĩnh vực văn chương, bây giờ đặt ra vấn đề tại sao không có tác phẩm lớn, tại vì không ông nào bắt được cái mạch văn hết đó. Cái người viết văn mà gọi là ở văn giới gọi là hàng đầu của văn chương mình nào, Mai Thảo. Thì bây giờ thưa ông Mai Thảo lấy cái đêm tưởng nhớ mùi hương dưới dạng hoàng lan rồi đêm dạ, thì tất cả cái công trình viết lách của ông Mai Thảo từ năm trước năm 1954 rồi sau 1954 rồi đến năm sau 1975 ở hải ngoại
có đường truyện đêm giã từ Hà Nội, cả một bi kịch lớn của dân tộc có đường truyện ngắn đêm giã từ Hà Nội. Còn bây giờ hãy nói mười đêm ngàn đọc, ông nghĩ cái gì vậy? Không đấy, bây giờ bất cứ bình phản cả một cái bi kịch lớn từ 54 rồi đến 75, mấy mươi năm rồi, 75 đến giờ này không có ông nào nói ra một tiếng nào hết. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 24, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Anh có cho cái đó là một sự đuôi mù của cả dân chúng không? Tại vì người ta bắt được cái mạch đó, nhưng mà cái mạch đó lại không có hiển lộ gì đối với cái hiện trạng hết. Tất cả đều là mang tâm trạng chạy trốn, tâm trạng hiện sinh. Chạy, có đi sau 75, ra đi hải ngoại có ai cắm ai? Chữ nghĩa mà cũng bị tờ đổ hết. Thế tha hồ viết, nhưng mà ông Mai Thảo viết cái gì? Không biết gì hết. Không phải tôi kể ra không phải là về vấn đề cá nhân Mai Thảo, nhưng mà đó là cái hiện trạng chung của tất cả mọi người, cả Bắc lẫn Nam nữa. Anh hãy kể cho tôi một cái tác phẩm của ngoài Bắc đi. Có Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, không phải là nói về cái bi kịch Việt Nam, mà đó là cái những cái conflict của xã hội miền Bắc. Lý Thân của Trần Mạnh Hảo thì cũng chỉ nói về cái conflict của xã hội miền Bắc, của Đảng Cộng sản, chứ không phải nói về cái bi kịch Việt Nam. Không ai nói hết. Không đó, ai nói hết. Thành thử người ta rung ra rằng ủa thế sao mà một cái đất nước gớm ghê như vậy, chiến tranh như thế, bi kịch lớn như vậy mà không có một tác phẩm đó. Tại vì không biết. Cái này tôi quả tình, tôi là người viết. Mà thưa anh, viết ra rồi mấy ai đọc? Viết ra mấy ai đọc? Thành tự nhìn suốt hết cả. Vì tôi là người đọc sách, thì chỉ có mấy nhân vật. Có ông Chí Phèo, ông nêu ra được cái bi kịch của xã hội trước 45. Và có một cái ông mà tôi nói thật, tôi đáng sợ. Ông Vũ Trần Phục với Xung Tộc Đỏ. Tất cả cái bi kịch, không phải bi kịch, tất cả cái hỗn loạn của xã hội, của trước 45, của thời Pháp thuộc, ông ta đã viết ở trong số đỏ, ở trong viết ở trong dân tố. Ghê thật. Mà đó là một người sống rất chân phương, một người sống rất hiền lành, có thể gọi là quê mùa nữa. Mà ông đã thấy ra cái sự quá quắc của Xung Tăng Đỏ, cái sự thảm, cái bi kịch của ở trong Long và Mịch ở trong dân tố, ông ta thấy được. Và tiếc thay ông ta chết sớm quá. Và toàn bộ cái bi kịch của miền Nam có ông viết, mà hình như người ta coi thường, đó là ông Lê Xuyên. Ông viết Chú Tư Cầu, một cái ông người Nam Bộ. Từ cái giai đoạn đầu tiên ở đâu trong Nam thấy cô vợ trên bờ đê, cho đến giai đoạn cuối cùng cũng trở lại trên bờ đê. Nhưng mà vì người ông Lê Xuyên, ông phải viết Chú Tư Cầu phơi giờ thôi, ông viết hàng ngày, ông kéo dài cả cái giai đoạn đối thoại rất là hấp dẫn. Cho nên người ta đánh giá thấp, người ta đánh giá ông ta chỉ là một ông tiểu thuyết gia phơi giờ thôi, cho người ta họ đánh giá ông nhà văn Lê Xuyên. Nhưng mà tôi thấy chính ông Lê Xuyên đó mới là nắm được cái bi kịch của cái xã hội Việt Nam sau 1954. Mình đi ngược lại một chút, chẳng hạn như cái chỗ từ Tự Lập Văn Đoàn khoảng năm 1933 thì nó đã phát khởi những cái tiếng Việt Nam như vậy, tự nhiên nó lại bẻ quặt sang một cái mới như anh nói là Chú Tư Cầu. Anh có thấy sự liên tục không hay là một cái hoàn toàn khác hẳn? Khác hẳn. Và bây giờ anh vừa nói đến Tự Lực Văn Đoàn, bây giờ Tự Lực Văn Đoàn chúng ta đọc lại, chúng ta đọc được cái gì? Đọc được Thạch Lang nói những cái phản ứng, những cái feeling nhỏ nhặt của anh học sinh ở Hà Nội đi về ở đâu. Thật ra đi về cả Thái Hà đâu vậy, trong đi đâu xa hết. Rồi buổi tối đó thấy dưới hào nóng bộ, thấy cô hàng xóm, rồi sáng mai những cái nhọ nhạc đó, nhưng những nhọ nhạc đó có thật cùng một cái giai cấp mà phía cộng sản người ta đã đặt ra luôn.
gọi là giai cấp tiểu thành thị, mà người cộng sản người ta rất kỵ và người ta coi thường nữa. Tiểu thành thị, trong được thành thị nữa. Tiểu thành thị rất nhỏ nhặt. Còn bây giờ chúng ta thấy Mai Lộc, Loan Dũng đã mất hẳn hết rồi. Tất cả cuộc cách mạng của Loan và Dũng, Loan cũng vậy, đi đến đâu hết. Dũng làm cái gì? Không có. Dũng chỉ có thuê xe mô tô chạy từ Hà Nội đi. Đó, không có. Vì sao? Lại điều nữa, không thể bảo rằng là ông Nhất Linh ông kém tài năng, ông Khai Yên ông kém tài năng, nhưng mà hình như không nắm được thời đại lớn quá, các ông nắm không được. Đó, các ông nắm được. Rồi thứ hai, và quần chúng là cái niveau của quần chúng cũng không cao nữa. Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính, một cái tên tuổi lớn á, trước 45, lỡ bước sang ngang, chị tôi đi lấy chồng năm 17 tuổi, chị đi lấy chồng đời người ta pháo đỏ rượu hồng mà trong lòng chị một mảnh căng tan. Trời đất, một chị 17 tuổi đi lấy chồng làm gì mà dữ dằn vậy? Mà phải khóc, mà không phải chị khóc một mình, chị bắt cả nước phải khóc theo chị á. Mà tại sao khóc? Không có. Thành tựu vô ích. Mà cái tâm lý đó là tâm lý của trước 45, trước 40, tâm lý của mẹ tôi, tâm lý cả một cái thế hệ đó, rồi của TTKH, rồi cái gì đó, đi lấy chồng, đi lấy chồng mà là bên cạnh ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi đó kìa, trời đất ơi, chỉ đi là cô đi lấy chồng, mai bắt cô lại phải đi lấy chồng hết, thế cô có yêu người ta thì cô mới đi lấy chồng chứ, ông mà đi lấy chồng rồi cô là ái ân lạt lẽo với chồng tôi thì như vậy cái người chồng đó là cái gì? Không. Mà cả một xã hội người ta chấp nhận cái tình trạng đó và người ta hoan nghênh với cái tình trạng đó, thì ở đó là trước 45, rồi sau đến sau 54 rồi cũng có. Hình như cái thời đại nó đi lớn quá, mà cái người viết văn, cái người soạn nhạc nắm không được cái thời đại đó thì đừng nói ai. Cả một nước Nga gớm ghê kia có được hai ông Dostoyevsky và Leon Tolstoy, cả nước Tàu ghê gớm kia có được ông Kim Dung đó, Mao Trạch Đông rồi gì được mô tả đầy đủ hết, nhậm ngạo hành rồi gì đó, tất cả các thành tựu thôi Âu là công chúng người ta. Và đừng nói à, ngay nước Mỹ kỹ thuật cao đến như vậy, văn minh cao đến như vậy, từ khi mà năm 1957 ông William Faulkner cho đến giờ này, hãy kể cho tôi nghe một nhà văn Mỹ đi. Không có. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư, 4 tháng 8, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày thật tuyệt vời. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.